Đi rồi. Quay đầu. Nào, bây giờ còn một cái kính nữa thôi. Đi. Thế Đây này. là cái dòng dọc kia đi được rồi đấy. Rồi rồi. Cái dòng dọc ở bên trái ấy. Đúng đúng đúng. Này nhưng mà cốt truyện của cái này là gì nhỉ? Con hề kia là như nào nhỉ? Con hề kia là nó lật đổ nhà vua nè. À đúng rồi, không nhào nữa nhỉ? Tôi mới giết hết tất cả mọi người. Không nhào nữa. Xong bây giờ mình sẽ giúp nhà vua để lật đổ nó lại. À, xong nhào nữa. Mình đã chơi hết game đâu mà bà biết anh. À. Yeah. Dốc Yeah. buzi. Ôi. Tính ra mình vừa phá đảo game này nó chuẩn ra chuẩn bị ra phòng 4 là đẹp anh nè. Nhét đuôi. Nhét nhô, nhét nhô. Ui, Cái đồ mình. được rồi, 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 rồi. Rồi em hồ nhá. Ổn nhá. Ủa, có hai gì đâu nhỉ? Từ từ xoay xong đã. À thấy rồi. Anh ơi. Ủa hình như nó đang đi sao không nhỉ? À không, nó kéo một cái đây đấy. Hình như có một người qua được hơn đây. Ủa có người chết ở đây này. Người chết á. Ủa? Ủa sao giống? Sao giống anh em mình đấy? Ừ thì nó cũng là nhà thám hiểm mà. Ui cứ nhắc luôn ấy. Ví dụ. Rồi sao? Ai quay? À tự quay à? Tự quay là tự nó trả về, tự nó trả về. Tập xếp rồi, trần xếp đấy. rồi, xếp rồi, xếp rồi. Ui trông như kiểu đi cáp treo ở bà nà ấy nhỉ? Wow. Công nghệ ngày xưa tiên tiến thế nhỉ? Mình phá đảo game này xong mình lại phá đảo Outlast là đẹp. Nhưng Outlast lại có ngày ra đều đâu. Sao anh bảo tháng này ra? Đâu, tao bảo tháng này ra đâu. Tao bảo chưa ngày ra. Bây giờ nó cho bản chơi thử cho một số chim mới chơi trước rồi có cốt chơi được. Hóa ra là cấp treo xây như thế này à? Ơi, kéo ở đến 4 giờ luôn á. Đâu dã man anh à. Ấy có cái cột bị đổ ra, chắc đến đấy. À Lạnh không, quá, mày thấy lạnh không? thấy ấm lắm anh ạ. Ấm luôn cả. Tầm này là chỉ có mấy bạn FA mới thấy lạnh thôi anh ơi. Đúng 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 đúng. Có đi tiếp đường đây. Như kẹt rồi sao ấy? Xây thì người ta phá luôn cái núi này đi, người ta xây thẳng một đường là xong rồi. Đúng. Rồi còn xa lắm, Ben thì như đi 4 giờ thật luôn á. Hồi lâu đấy, không skip được anh. Ừ, đã skip được. Ê, nghệ thuật kéo dài game đấy. Em đã bảo rồi. Cái game này anh em mình nếu mà giải đố thì chỉ tầm 45 phút thôi. Cái công chuyện đã hết 3 tiếng rồi. Ui, chuẩn bị đó đi rồi, này. đi thêm một chặng nữa bên ạ. Đó rồi, xuống rồi, xuống rồi. Ui, trông to thế nhỉ? Ui, có UFO ở đây. Đâu? Đấy, nó chiếu chiếu kìa. Để cho cái đèn pha. Fuck.
ok rồi đấy. Đi. Ờ, như thế nào anh? Ủa? Ở đây à? Uầy, đừng nói tí nữa mình lại về bằng đường đấy nhá. Mẹ đi lâu lắm. Ông em nghĩ là mình về đường khác anh ạ. À đây là chỗ mọi người đánh cá. Từ từ. Ơ? Ờ. Ủa tao đọc qua mày nhá. Đừng... Đọc gì ạ? À? I'm confident it will what I seek the grand outdoor but how does it work? Confident thì nghĩa là gì nhỉ? Confident là tự tin. À, có nghĩa là nó sẽ có một con cái cửa con cú khổng lồ, nhưng mà làm theo để cái cửa đấy hoạt động kiểu như thế. Anh có để ý mấy cái đèn sáng sáng này không? Em nghĩ là nó phải kết nối với nhau xong nó chiếu vô con cú. Ừ. Xong con cú nó hoạt động, anh hiểu không? Ừ, có thể ạ. Từ từ đi đường. Mình đi qua đây. Ủa? Tạp thế. À. Ủa ôi. Ừ, cái đéo gì đây này. Anh ơi, anh phải vào ấy. À, kéo phải. Nó chưa. Nó cứ, chưa mở hết được anh ạ. Nó cứ mở hết là nó bị. Từ từ để tao xem nào. Nó vận hành kiểu gì đã. À, có đèn chiếu vào là nó sẽ. Nó có đèn chiếu vào là nó sẽ ấy, nhưng mà đèn nó bị chớp tắt, hiểu không? Vâng. Ơ, cái này là gì nhỉ? À. Đây. Đây, con cú khổng lồ đây này. Đấy, mình phải vào đấy. Ủa? Bắt đường rồi. Ủa? Là sao ta? Ủa? Từ từ đây con đường lên này. Đây 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 này. Đây Ben. Giữ bên kia, giữ bên kia. Bên kia. Có thiếu gì không anh? Không không không. Bên kia. Ơ. Ủa. Ủa cái đéo gì, giữ đi. Em đang giữ mà. Có giữ đeo đâu, mày giữ sao nó lại tuột xuống. Anh. Ok kìa. Ben. Sao anh đủ? Đừng thả ra, từ từ đã. Theo nó nghe khực một cái đã. Em không thả, anh thả mà. Đấy, bây giờ mới được này. Ủa? Có thằng một đường luôn à? Ôi trời, xong rồi. Bác. Giờ như thế nào anh ơi? Bây giờ này, mày nhìn theo hệ thống đèn đi. Nó sẽ là một hệ thống chiếu sáng nhưng mà nó đang có vấn đề. À, tao hiểu rồi. Mày nhìn thấy cái gì kìa không? Cái mà lúc nãy mày bảo là đĩa bay ấy, nó đang bị lung lay. Bên mình phải cố định nó lại. Thì ánh sáng lúc nào nó sẽ chiếu. Em hiểu rồi. Hiểu cái đéo gì? Bạn đi, bên tao có cái cầu này. Không, không phải cầu đấy. Và câu này anh. Ừ, câu khác. Em chỉ có được một cầu này thôi. Thế đi qua cầu đấy thôi mà. Có còn cầu khác cầu nữa đấy. Này. Hình như cầu trên đầu tao sao ấy. Trông phức tạp lắm anh ạ. Phải đây. Trên đây em có cái rồng rộng. Đọc cái đéo gì tao đang thì, tao phải có cái cầu tao mình qua được. Cái xuống này thì em có cái thuyền anh ơi. Cái thuyền này nâng lên. Ủa? À, không có tác dụng mẹ gì vậy? Tìm cho tao một cái dòng dọc xoay cho tao để cái cầu này nó lên đã. Trời ơi. Thì em đang tìm đấy. Anh ơi. Ơi. Em tìm thấy rồi. Xoay đi. Nhưng mà nó không có đường lên anh ạ. Ơ. Bên tao là đéo có gì đâu nhá. Bên là không có gì hả? Ừ. Đó là em quan trọng rồi.
từ, em còn nhiều đường lắm, để em đi về đã. Cái cầu đúng không anh? Ừ. Đúng rồi đấy, trên đây, trên đây, đúng rồi, đúng. Rồi anh qua chưa? Qua rồi, qua xong rồi. Rồi tiếp. Rồi tới anh quan trọng đó. Tao đéo, bên này đã bảo bên này đéo có gì rồi. Thế anh tiếp theo là gì? Tiếp theo là gì? Từ. Ủa? Em với anh lại gặp nhau này. Gặp đâu? Đây, em kéo cửa cho anh này. Lên. Từ. Rồi, kéo xuống đi. Xuống. Ủa? Đấy, bây giờ theo em. Em hiểu rồi. Bây giờ nhá. Rồi theo em. Đơn giản thôi. Bây giờ theo em. Mẹ mày xa vậy? Anh ngồi lên thuyền ở đây. Ok. Để em kéo anh lên. Ok. Rồi anh đi tiếp đi. Ok. Đấy, cái đó có gì anh đây? Ui, trên này có một cái đây. Để em qua. Hợp lý. Rồi, để em qua kia. Quá đơn giản. Ai ở đây? Ok. Tiếp này. Gì đây? Anh ơi, bên em có cái cổng nhưng mà bị khóa rồi. Ê, mày nhắc cái đấy lên cho tao xem nào. Một lần nữa. Rồi, đến lượt tao, từ, tao xem nào. Này đi xuống dưới. Rồi mày sai lần nữa đi. Sai lần nữa nha. Ơ sai được rồi anh ơi. À. Ơ có người ở trên đéo xoay được à? Vâng. Nó xoay được rồi. Bây giờ tới anh đấy. Ừ mà xoay phát nữa mà. À có người ở trên đéo xoay được. Xoay đi. À xoay một lần nữa. Xoay lần nữa nha. Ừ. Rồi ok. Ở yên đấy. Xong anh qua phải. Rồi. Lấy luôn. Sao vậy? Trên đó sẽ có cái nút bấm cho em qua. Ủa? Kéo gì đây? Kéo cái gì đây? Em không biết luôn á. Bây giờ kéo gì đây? Đéo biết. Mày đéo thấy có gì khác à? Không. Không thấy có gì khác đâu. Là em phải đi qua chỗ này. Không. Khoan à. Hay từ đến xuống dưới xem có gì không. Đéo có gì cả. Từ mày thấy xem thấy có gì khác không. Anh ơi. Ơi. Hình như anh mà vừa mở một cái cửa gỗ ở dưới. Anh chạy xuống nhanh xuống dưới là hai cái cửa gỗ mở ra. À rồi thế rồi. Nhưng mà đéo vào kịp đâu. Từ. Không, anh phải mở full luôn. Hồi nãy nó mở lâu lắm. Mày thấy cửa gỗ ở dưới mở ra không? Không. Tao thấy cửa gỗ. Hồi nãy nó mở ra mà. Tao đéo chạy vào kịp đâu. Anh mở full chưa? Full rồi, không chạy vào kịp. Ủa? À chạy kịp rồi. Rồi. Đấy. Không thú rồi. Ok, ta đến cái chỗ điều khiển. Đây, đúng rồi. Trời, không em qua nhá. Ok. Bây giờ em bấm cho anh này. Bấm đây. Ok, ta lại lên cầu này. Ủa, anh lên đây làm gì? Có tác dụng gì đâu. Ủa, sao ta lại sang bên mày? Đúng rồi. Bây giờ em bấm lưu thần nữa nhá, coi như thế nào nhá. Đấy, em nghĩ cái này là đúng này. Anh đi. Ai. Đúng cái đéo gì đây, quay lại cho cũ mà. Ủa. Ủa đéo phải, từ sai ở đâu mẹ rồi. Cái chỗ này phải có gì đón mình chứ nhờ.
lại để tao sang bên kia xem nào. Chết mẹ rồi, kẹt cụ rồi. Bấm mất nữa mà, chỗ này đéo đi được là đúng rồi đi. Một lần nữa. Từ từ nhá. Cái này là gạt cái lúc nãy cửa bên cạnh của mày à? Vâng. Ok. À anh ơi. Ơi. Anh bấm đi, bấm cửa cho em đi. Em có giường. Đây, bây giờ em đi xuống đây. Xong quẹo trái. Là mày ở đấy. Từ từ. Nếu mày ở đấy thì tao lại điều khiển được cái này. Cái nào ạ? Đây, mày ở yên đấy. Có đường lên không? Không đúng không? Không ạ. Rồi, bây giờ có này. Đó. Ủa? Cái gì ạ? Ủa? Thế tao mày đổi vị trí với nhau à? Thế là nhéo. Thế nào nhỉ? Này anh có thiếu đâu không anh Đậu? À đây nè, bên thiếu đây nè. Cái này anh làm chưa? Chưa. Bấm thử mà. Cục đá này. Bấm thử mà. Sao nó lòng thòng đấy nhở? À, anh phải qua đây luôn đồ ơi. Làm sao hai người. Làm sao tao qua được? Bây giờ À. Không được. Từ. À bây giờ mày đang xoay đấy à? Tao có thấm không? Em bấm không? À bấm đi. Cái bây giờ anh đi xuống hả? Anh đi xuống. Thôi mà em sẽ bấm nút cho anh đi lên. Anh hiểu không? Rồi bấm đi, bấm đi. Cho anh mở cửa. Anh hiểu không? À mở tao cái mở. Mẹ xoay ăn cứt à? Đừng xoay nữa. À, không xoay à? Ừ. Anh nhó rồi. Rồi, xoay mẹ mày đi. Nào, giữ đã. Đi, vậy à. Đá cụ mình xuống sông giờ. Rồi, xong. Đi. Rồi, theo em. Anh cũng quan trọng lắm mà anh chả chưa tìm hiểu gì cả. Bấm này, bấm vô cái sợi dây này. Đu vô. Đu cái đéo gì? Đu đéo được. I'm waiting for another player này. Chờ anh này. Đâu, tao có bấm đu đéo đâu. À. Đầu cái con cục nữa anh ơi. À, có là một cục. Mày sang cục kia đi. Rồi. Ôi giời ơi, đơn giản. Ơ sao tao chưa xuống? Xong rồi hả? Ủa? Anh không xuống. Thôi em bú rồi. Ơ sao tao leo xuống nhỉ? Ở đây hình như là anh phải giúp em làm gì hay sao á. Ôi em cầm. À. Mày có nút nào mở cửa được không? Bấm thử mà. Không ạ, à, để em đu qua đây đã. Ủa? Xem đu xuống dưới. Ui trời ơi, toán học bố. Đi. Trời ơi. Đúng là tao phải sang bên đấy chứ Ben. Như nào tả em nào? Nó phức tạp lắm anh ạ. Nó hình con cú. Hình như là cầm hai chứng. À cầm một cái chìa khóa. Ben ơi, anh bảo mày quay lại cái đoạn dây đi. Mày bấm lại cái dây lần nữa thì như anh bị lỗi rồi. Đúng là anh phải tụt xuống dưới mới đúng chứ. Ủa thế á? Ừ, anh vẫn bị kẹt ở trên này. Em đâu quay lại được đâu. Là sao? Em không quay lại được nữa. Thế là tao bị kẹt ở đây luôn á. Tao bị lỗi được nhờ.
Ừ nha. Là mình ló lại anh nhỉ? Đó là anh đứng bên kia, đứng bên này xem. Đúng nào. Rồi, tao phải xuống bên kia. Thì tao mới có dữ kiện. Ồ, thế là anh bị lỗi á? Ừ, tao bị lỗi, tao bị kẹt ở trên luôn á. Thì ló lại đây này. Em một trên một dưới nhỉ? Từ từ. Rồi, mày có những cái gì mày nói tao nghe xem nào. Em ở đây có rất nhiều là cái cái gọi là cái xoay xoay để mở cửa ấy. Đó là gọi là cái gì anh nhỉ? Núm. À, núm, núm mở cửa. Ấy. Mày xoay thử xem nào. Cái núm mở cửa. Mày xoay thử mà. Xoay không được anh ơi. Nó đang hiện tại là tất cả đều là màu đỏ hết. Thì chúng ta sẽ mở từng cái. Bắt đầu từ cái núm đầu tiên là nó chỉ có một cái đèn đỏ thôi. Núm thứ hai là hai mày cái đèn đỏ. Không xoay được một cái nào cả. Không, bây giờ mình xoay là bắt đầu xoay từ cái một cái đèn đỏ trước này anh ạ. Alo. Alo. Ok em nhá. Alo. Alo. Anh alo ai đây? Tao nghe điện thoại. Nghe không? À đây à. Ừ, mày xoay xem xoay được cái núm nào không? Không xoay được cái nào anh ạ. Em xoay cái một cái đèn đỏ cũng không được luôn. Không, tao nghĩ cái này bị lỗi rồi. Nó vẫn bị quyết tình ở Another Player này. Ủa? Anh vẫn chờ hả? Ừ, không, anh vẫn ao rồi. Mày phải xoay được một cái gì đấy cơ thì anh mới mở cửa được. Không xoay được, em bấm hết rồi. Thế thì làm đéo gì được nhở? Bên này không có một cái thông tin gì cả. À, em xoay được cái... Nhưng mà em xoay được nó không có gì hết anh ơi. Mày cứ xoay đi, tại đằng sau lưng anh có một cái cửa, biết đâu xoay được cái cửa nó mở ra thì sao? Đây, để em xoay à. Xoay được đâu nhỉ? À, anh hiểu rồi Ben ơi. Anh hiểu gì anh đâu? Từ, để anh xuống lấy đồ đã, anh hiểu rồi. Các bạn đợi tôi tí nhá. Nhá, bây giờ là cái đèn này nó cố định rồi. Ánh sáng nó không bị chớp tắt nữa rồi. Thì chứng tỏ là cái cửa bên dưới đã mở và nó hoạt động được. Cái bài toán mày đang giải liên quan đến cái cửa bên dưới. Bây giờ anh sẽ đi xuống dưới đã. Anh đi xuống dưới một cách nào? Đố mày biết anh xuống dưới cách nào đấy. À, đúng rồi anh ơi. Anh nhớ cái cửa đầu tiên mà nó bị kẹt không? Em bị giữ kỹ nơi đó anh ạ. Mẹ, vừa nói xong là cái cửa đấy đấy. Là ánh sáng nó bây giờ ok rồi là mình có thể đi qua cửa đấy. Anh em mình sử dụng hai ngôn ngữ nhưng mà cùng một ý nghĩa anh em không? Thế anh xuống đấy. Đấy, đang xuống, đợi tí. Ôi nhờ đéo xuống được. Từ, mày đang ở đâu đây? Dạ. Em đang ở trên một cái... anh nhớ mấy cái van nước không? Cái chỗ mà anh nhìn cái cửa bị vỡ, nhìn vô thấy có hai con cú á. Đúng. Em đang ở cái lội, cửa lội, này. Lội. Ben ơi, đúng ra cả hai người phải tụt xuống cơ thì anh mới thoát ra đoạn này. Không thì anh không thể ra được khỏi chỗ này đâu. Thế thì lót lại anh ơi. Lót lại cái. Ê, anh quan trọng thế mà anh lỗi nè. Tin được. Rồi rồi đấy. Ê, để em dặn nha, anh giải mã đi. Mày lại vặn, là anh em đổi vị trí đúng không? Ủa, sao lại thoát ra? Em không thấy đâu, tự băng mà. Nó vừa thông báo xong, mẹ thằng Ben bấm thoát ra. Không đổi vị trí, anh giải mã đi, em vặn cho. Ra đi đây. Ok kìa. Mày ra đi trước đi mà. À. Ủa, chơi một tí được 75% rồi này. Thế anh nghĩ là chắc hôm nay phá đảo luôn á. Đúng vậy này. Ủa?
Anh có cái đu không? Anh nhìn xung quanh anh có cái đu không? Đu cái đéo gì? Tại vì em đu cái này được nè. Anh kiếm cái đu đi. Bên tay trái kìa anh. Không phải. Ben ơi. Thế thì đúng rồi. Lỗi anh rồi. Cái đu đi. Lỗi rồi. Kìa bên đây có cái đu kìa. Mày đâu mày nhảy nhảy tao xem nào. Đấy, em này. Này ở đâu? Đây này, nhìn xuống đây này. Mày vẫn đang đứng ở trên này. Cái đoạn. Mày vẫn đứng ở trên cái đoạn hòn đá đúng không? Em đu xuống rồi. Ờ, à, tao cũng đu xuống rồi. Ôi dồi ôi, hóa ra là anh không đu, anh bảo em lỗi à. Lúc này anh không qua được cái cửa thật. Đúng ra là lúc này anh phải tụt xuống dưới, xong anh lại đi bộ ngược lên trên, hiểu không? Đây nó bị lỗi thật. Em lưng lên ơi, em này, tầng 2 này. Rồi 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 rồi, ok nhá. Đấy, rồi, bỏ qua câu chuyện đấy. Bây giờ tao phải đi xem cái cửa đã. Đây, cửa mở rồi này. Tôi nói gì với anh đây? Trông đau đầu lắm. À, cái này anh phải gắn như thế nào để cái ánh sáng đó nó chiếu lên đây anh ạ? À. Từ đâu từ từ để tao xem nào. Mày nhìn thấy không? Thấy gì ạ? Thấy cái tao thấy. Không, em có thấy gì đâu. Đang đâu ấy? Từ từ kia sang đây à? Đâu ơi? Anh đứng đâu ấy? Từ từ, mày thấy thấy nó đổi hình không? Nó đổi gì đâu nhỉ? Bây giờ thế này nhá. Cái đèn nó hắt lên đâu? Nó hắt lên tường à? Nó hắt nó hắt vào cửa đúng không? Bây giờ mày nhìn vào cái cửa mà ấy đèn chiếu vào nhá, tao gỡ cái này ra xem mày có thấy nó thay đổi không? Tao gỡ đi, gỡ đi. Gỡ rồi. Thấy thay đổi không? Nhìn đây không, em cứt cả nhìn vào cái đèn là tường, địt mẹ mày. Nhìn vào cái đèn không, là tương. Không thay đổi gì, không thay đổi gì. Rồi chưa? Không. À không. Anh phải kết nối như thế nào để cho cái ánh sáng nó xuyên qua cái khe để chiếu vào con cú chứ. Anh hiểu ý em không? Không, nối thế đéo là được. Anh, hồi nãy anh cầm bao nhiêu gương? Phải 8 cái. Thì phải anh phải dẫn ánh sáng để chiếu qua kia chứ. Nhưng mà ánh sáng nó chiếu cái đường thẳng thì dẫn cái đéo gì? À. Rồi em rồi xoay rồi. Được mà. Từ 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 từ. Mày xoay được á? Vâng, đây nè em xoay nè, anh cứ dặn vô. Sao đéo nói? Ôi giời ơi, nói đâu nãy có gì. Từ từ nha. Mày xoay được hết đúng không? Vâng. Đéo gì nhỉ? Nhưng mà có mấy cái chỉ xoay được khoảng 3 nấc anh nhá. Nhưng mà nó phải có một cái dữ kiện gì đấy, tại tao 8 miếng làm sao mà tao lắp linh tinh được? Thì anh tự mò. Anh giỏi hình học mà. Đây. Em thấy rồi, em thấy rồi, em thấy rồi. Đây, xoay xoay, ta xem nào. Xoay phát nữa. Từ từ, cái này không phải, không phải, cái này không phải. Cái này đỏ là... Thế là phải gắn cái này, này. Từ từ, cái đỏ gắn với những cái đỏ. Đây là những cái đỏ. Cái đỏ. Cái đỏ. Cái đỏ. Cái đéo nào cũng đỏ. Từ từ. Nó phải có một cái hình mẫu gì chứ. Nó không có hình luôn nè. À, nó có hình đó nè. Địt mẹ, hình ở đâu? Ở trên này. Thế sao đéo nói? Anh không hỏi cho em nói. Điệp mà đéo phải. Mà lúc đéo nào đến một cái chỗ nào đấy, mày phải tìm hiểu hết thông tin xem có cái đéo gì không chứ. Nhưng mà hình này em không biết, không phải là nó gợi ý không nha. Hình đấy như nào tả tao xem nào. Nó là một kiểu hình anh biết cái biểu tượng hòa bình không? Rồi.
Đấy. Thì nói chung là không tả được anh ạ. Anh phải lên đây anh mới hiểu được cái cảm giác này cơ. Hay là anh em mình đổi ngược lại đi. Từ từ. Yên này đi. Mẹ chỗ này bị chặn cũ nữa rồi. Cái kìa, có cái hình cái kìa, tao nhìn thấy đây này. Đúng rồi đấy, hình đấy đấy. Hình đấy như nào mày tả ra sao nào. Đấy đấy, cái hình đấy, hình đen đấy. Đen nào ạ? Cái kìa đấy, mày đi đi lên chỗ cao cao kia đi. Đi lên cầu thang, đi lên nữa. Có cái hình màu vàng kìa đúng không? Không phải, hình này hình con cú mà. Thế còn cái hình mày vừa bảo là hình nào? Đây nhá. Bây giờ mình cheating đi. Em, anh xem cái của em đi. Không biết tả như thế nào. Không phải hình đấy. Thế thì hết hình rồi. Nhìn một vòng xung quanh nữa xem nào. Cái đấy đéo liên quan. Cái đấy đéo phải hình. Đấy thì hết hình rồi. Một là mình tự mò thôi. Anh ơi, mấy cái đen đen ấy. Quay ra tao nhìn cái cửa xem nào. Đây. Rồi bây giờ lên cho tao nhìn lại cái hình màu vàng xem nào. Hình con mày bảo hình con cú ấy. Đấy, hình con cú đây. Ít mẹ nó là hình đấy chứ còn hình đéo nào nữa. Ủa, thì nó liên quan tới anh dẫn ánh sáng thôi. Có, bây giờ nha, tao sẽ xếp ở bên dưới làm sao để chiếu được cái hình đấy lên trên cái tường mà nhìn thấy cái đen chiếu tường không? Vâng. Ủa thì hồi nãy em cũng bảo thế mà. Thì cái bây giờ là anh chiếu cái hình lên cái tường. Ủa nhưng mà cái tấm kính của anh là có bao nhiêu hình? Hay là chỉ có không có hình? Nó nhiều hình nhưng mà từ từ đây để tao xem nào. Ui dồi ôi, sao anh không nói nó nhiều hình? Nó có hình gì ở trên tường không? À có hình đôi cánh. Không có con cú. Tức là bây giờ ở trên cái đèn chiếu vào nó là có hình gì chưa? Đôi cánh anh ạ. Nhưng mà đôi cánh này không phải từ từ cái hình của em. Bây giờ gỡ đi rồi, mất chưa? Mất rồi. Ít mẹ, thế nãy tao lắp vào rồi, tao bảo mày nhìn lên trên tường đi xem nó có thay đổi không, mày bảo là đéo. Ủa nhưng mà anh đâu có nói là trong cái gương nó có cái hình đâu mà em biết. What? Không giống anh này. Rồi, tao hiểu cái câu chuyện ở đây rồi. Anh hiểu gì đâu? Hiểu rồi. Từ từ nha, bây giờ bắt đầu từ đầu đèn nhá. Khoan. Đầu đèn xoay chéo là bẻ ánh sáng hướng bên này. Mày xoay cái đầu đèn lại. Ủa? Xoay cái đầu đèn cho tao. Đầu đèn ở đây, chỗ tao đứng này. Nhìn bên dưới theo tao. Đâu, anh đâu? Nhìn ở dưới lưới này, nhìn theo tao này. Tao bảo xoay cái nào thì xoay cái đấy. Nhưng mà em không tìm thấy anh đấy. Mẹ bực thế nhở. Vừa đi vừa nhìn đi. Trời ơi. Rồi. Xoay nữa. Xoay phát nữa. À nó bị ngang à. Xoay phát nữa đi. Đúng không anh? Cái hình này phải là hình đầu tiên. Xoay phát nữa. Ok, ở yên đấy. Rồi. Bây giờ đến cái chỗ ta đứng này. Rồi. Anh lắp đi. Xoay phát. Cái đéo gì đây? Ok, ở yên đấy. Ê, cái hình đầu anh nãy anh dán là không phải đâu á nha. Ít mẹ cứ từ từ xem nào, tí nữa mình đảo hình được. Xoay cái dưới chân tao. Xoay đi. Ok, yên đấy. Rồi đến cái này, xoay ngang sang, xoay một phát. Phát nữa. Lại xoay ngược lại. Xoay phát nữa. Rồi, phần là một lần nữa. Ok. Cuối từ từ nha.
Đúng không đó? Ủa cái nhân ở chỗ này hình như xoay sang trái không phát. Sang trái anh. Ừ. Nó xoay được rồi. Sao không xoay được? Nó chỉ có 4 chốt rồi anh ơi. Thế sang phải. Phải phát nữa. Phải phát nữa. Phải phát nữa. Hết rồi. Hết rồi đúng không? 4 chốt rồi. Thế từ từ cái này sai. Lăng xuyên. Còn lăng này. À lăng này lăng. Lăng này lăng xuyên. Lăng này lăng phản. Thế chắc là bắt buộc phải là lăng phản. Cái này Ben. Dạ. Cái này sẽ được nhiều nè anh ơi. Từ từ. Muốn xe đi đâu? Sang trái. Một lần nữa. Một lần nữa. Từ từ nha. Cái này sẽ lại chiếu về cái kia. Lăng phản này sai. Này, rồi cái giữa, cái giữa, cái giữa, cái giữa. Xoay như nào anh? Xoay ngang. Một lần nữa. Rồi ok thôi, để yên. Ủa? Rồi cái này. Anh ơi. Bèn cái này. Anh ơi. Phải. Em. Rồi thôi 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 thôi. Mình phải chiếu cho thế nào nó tới cái cây của em đứng này. Anh thấy em đứng không? Tại sao phải chiều đến đấy? Đây này, tại vì ở đây có một cái gương này thì nó, em nghĩ là nó liên quan ấy. Từ từ, cứ để tao chiếu theo kiểu hiểu của tao đã, xong tí nữa nhà mình sửa sau. Phải cái này. Một lần nữa. Một lần nữa. Ok, để yên đây đã. Ồ, còn 3 cái nữa cơ. Nhiều thế nhở. Sang đây được một lần phản. Phản từ đây chắc chắn sẽ phải là cái phản. Rồi xoay cái này. Qua đâu anh? Qua phải. Rồi cái này để nguyên, đừng xoay. Bịt con mẹ hết gương phản rồi. Đây. Ừ, nếu như này thì phải đi theo một đường thẳng thì nhanh hơn. Thế thì mình cần cái gương này nè anh ạ. Cái gương ở bên đây để cái phản cuối cùng để nó chiếu ngược về chính giữa. Sau rồi chính giữa mới chiếu ngược về cái ống lăng kính. Ben, cái này dẹ trái cho anh. Cái này, cái này, cái này, cái này. Dạ anh. Ừ. Một lần nữa. Hết chỗ bên này. Tốt rồi á? Vâng. Thế xoay ngược lại anh xem nào. Xoay ngược lại được mấy lần? Xoay ngược lại được 5 lần anh ạ. Ờ, quay ngược lại đi. Nữa. Ừ. Rồi cái này bên này. Bên đâu anh? Xoay ngang sang. Sang trái. Anh nghe. Trái nữa. Hai lần trái nữa. Trái cái nữa. Ok. Cái đoạn kết của mình đang bị chắc chắn phải lắp một cái ở đây rồi. Không sai được. Cái này bên này. Đúng rồi. Sao anh? Rẽ trái. Trái à? Rẽ phải hai lần. Ủa? Ok. À,
Thế thì mình chiếu từ cái này anh Độ ạ, cái đầu anh này. Đúng rồi. Rồi, quay sang đấy. Phải một lần. Chiếu qua giữa. Cục bên này phải qua trái chứ nhỉ. Nếu mà qua trái một bậc nữa. Em thử đó nha, em thử cái này được không mình đâu. À không được rồi. Từ từ ta xem lại đường nữa. Nếu như cái này bắt buộc không phải sang trái không phải. Cái này phải là một cái đầu tiên rồi này. Cái này có thể sang phải hoặc sang trái. Trái thì đâm thẳng xuống dưới qua được một cái. Nào sẽ được nhiều nhất nhỉ? Đâm sang phải. Đâm thẳng xuống đây. Bên này mới được một cái. Nếu như mà đâm chéo phát từ đây qua thì sẽ được hai cái. Đây qua được một. Tính ra đâm chéo là nó chiếu qua cái góc bên trái luôn rồi. Nếu mà đi phải ấy. Cái này xoay từ từ nhá, cái này đi sang đây, mình xoay ngang một lần nữa. Có thế nhỉ? Đi phải lên nào. À. Làm từ cái gương mặc định ha, cho dễ, cho đỡ khó hơn. Cái này xoay cái hình này sang phải một cái em à. Gương được nhỉ? Nè cái kia là cái lừa ta. Lấy cái này. Bắt buộc phải là gương phản. Đây. Này đi. Em đây xoay anh cái này hai lần. Vào đâu anh? Đây. Cái này. Một lần nữa. Một lần nữa. Ok nha. Bây giờ nó đang hình như nào? Hình cái đuôi rồi anh ạ. Cái đuôi nhưng mà không giống. Hình cái đuôi với lại cái râu. Lại một nửa cái cánh bên trái nhưng mà không giống. Từ từ, bắt buộc là nó sẽ phải có cái cánh này đúng không? Ừ, cái cánh này á. Ừ. Không giống anh ạ. À. Cái cánh của em thì hai cái đầu cánh nó nhọn lắm. Từ từ nha. Thế thì anh thay hình nào? Hình này chắc chắn là có cánh nhọn đúng không? À cánh này thì đúng. Cánh này thì gần đúng anh ạ. Rồi rồi ok. Gần đúng thôi nha, chứ không có đúng nha, gần đúng. Xoay cho anh cái này cái. Xoay ngang ra. Xoay ngang à? Ồ, nó lại chắn cái kia. Nhịp lại khó thế nhở? Khó phát hiện. Đây còn một hình nữa. Đây chỗ này. Xoay ngang sang cho anh. Sang trái. Trái với một đồ bụng đất thôi anh nha. Ừ. Sao phải hai lần đấy mà. Rồi ok để yên đấy. Nhìn lại cho cái hình cho anh xem nào. Cái cánh, cái đuôi thì giống rồi. Nhưng mà cái đầu chìa khóa với lại cái cánh thì không giống anh nè. Từ từ. Cái cánh bên trái hay bên phải không giống? Cái
cánh. Thế cái này sao? Cái cánh bên phải không giống. Thế cái này sao? Cái này cũng sai luôn ạ. Sai à? Thế cái này sao? Sai luôn. Tại vì cái cánh bên phải nó có hai cái kiểu, hai cái dài thòng thòng ra cơ. Thế cái này sao? Không giống. Cái đầu chìa khóa nhìn nó giống hai cái trái trứng anh em không? Bây giờ mình cũng phải lắp hết tất cả hình vào không nhỉ? Em nhìn thì cái hình thập cẩm này phải lắp hết rồi nè. Lắp hết à? Lắp hết. Thì mình chỉ cần một cái đường dẫn qua thôi chứ nhỉ? Mình phải lắp hết. Theo em nhìn thì hai bên thì đang nó bị như cái gương đó. Hình như không phải là xếp theo hình nào mà là xếp đúng chiều. Bây giờ hai hình nó giống nhau rồi nhưng mà nó bị đối lập nhau giống như cái gương. Tìm cách là xếp hết hình. Nó bị ngược cái đồ ạ. Phải xếp hết hình nhưng mà làm sao mà không bị ngược. Hoặc là chắc em nghĩ thế. Tại vì đã lắp được hết rồi thì nó chắc nó tính theo phần đúng chiều hơn. Bây giờ nhá, Nhạc nhìn nhá. Đầu tiên là chỗ này bắt buộc là phải lắp rồi đúng không? Đúng rồi. Nó không phải là gương phản. Cái này chắc chắn phải là gương phản thì nó mới đổi hướng ánh sáng đi được. Cái cuối cùng là chắc chắn là phải là một cái gương phản nữa thì nó mới thu ánh sáng về đây được. Anh còn bao nhiêu cái gương nữa? Anh còn 3 cái gương nữa cơ. Cái gương anh coi trên trong đó còn ba chỗ trống không? Trên này còn 4 chỗ trống cơ, 5 chỗ trống cơ. Anh phải làm sao để tận dụng hết tất cả số gương này luôn. À từ từ. Đây còn thừa một gương này. Sau đó là mình xếp sau. Mình chỉ cần thực ra mình xếp chỉ cần đủ xong rồi mình đổi vị trí là được. Đổi vị trí cho nó đúng chiều thôi. Mẹ này khó thế nhở? Dạ, vấn đề thời gian. Không thì nếu mà muốn làm lại thì anh làm từ cái mặt đỉnh trước, nó sẽ dễ hơn. Anh thu hết gương rồi anh làm từ đầu anh. Bắt buộc phải xếp hết. Này chắc chắn là phải xếp hết rồi. Bắt buộc phải xếp hết rồi mình đổi sau. Bây giờ anh dẫn ánh sáng trước đi. Rồi mình sắp hình sao? Ừ thì đang dẫn đây, tính dẫn đây. Dẫn hết đường như này. Nó không có đường chéo, nó chỉ có đường thẳng. Quay cái này sang trái của anh xem nào. Quay này sang phải của anh xem nào. Không, quay sang trái hai lần. Vừa lại hai lần, một lần nữa. À, lắp sang kẻ anh đồ nhờ. À không phải. Nếu mà lắp sang kẻ thì làm sao nó phản được. À, thế thì không đủ phương phản. Đây. Cái đầu là hình anh đâm thẳng qua cái tới cái cuối cùng, xong anh phản lại cái sát trái là anh tiết kiệm được nhiều chỗ lắm. Này thì anh lại không có chỗ gắn hình. Hai chỗ, ba chỗ. Ba chỗ thì có mấy gương hình nữa đâu. Giống như
6 cái chỗ gắn hình cơ. Nhưng mà vấn đề đang là địt mẹ có phải gắn hết tất cả những cái 6 chỗ gắn hình này không? Có rồi, tại vì bên trên em hình như là nó chỉ có 3 chi tiết nhỏ xíu à. Ê, từ từ nhá. Để anh gắn hình mà để cho mày xem. Đâu mày quay cái hình anh xem nào. Hình này đúng rồi này. Hình này đúng rồi này. Hình này. Xoay cho anh cái này sang giữa cái. Cái này, cái này, cái này. Cái nào ạ? À? Cái này, cái này. Chỗ anh đang đứng đây. Rồi, ok, để yên đấy. Hai này đúng rồi này. Địt mẹ em, Ben. Anh nhìn kiểu đéo rồi đấy, chỉ cần 3 hình thôi mà. Anh nó ra hình cái hình chìa khóa đâu. Quay lại nhìn lại con cú anh xem nào. Nó nhiều chi tiết lắm á chứ. Anh ta ra cái đầu con cú đâu. Đấy đừng yên, đừng yên. Nó phải lắp hết rồi nè. Nó là tất cả đúng mọi rồi, thứ kết hợp mẹ rồi. Nó phải lắp hết, nó phải lắp hết, nó phải lắp hết rồi. Thế câu chuyện là bẻ ánh sáng kiểu gì cho nó. Fuck. Bẻ ánh sáng kiểu gì để lắp xen kẽ được ấy. Để lắp được hết tất cả những cái hình này vào thôi. Thế cho nó dễ hiểu. Đúng. Cái đó là hướng thứ nhất đó. Cái giải quyết thứ hai là làm sao cho nó không bị ngược thôi. Mình có lắp hết, hết được tất cả mọi thứ vô trước rồi mình tính tiếp. Ben, bây giờ bẻ cái này đi. Đi đâu anh? Bẻ đi đâu à? Cái này, bẻ sang trái. Cái hướng phải mình đi thử hết rồi. Phát nữa. Ở đây này. Thế bẻ ngược hướng lại. Phát nữa. Ok. Đây đến cái này. Đến cái này. Con này để đâu anh? Sang phải, sang phải. Phải mà. Ngược lại hai lần nữa. Ok. Đến đây nhá. Hương. Từ đây sang. Thế thì anh gấp được một hình. À anh dư một hình. Thế thì anh chiếu phản cái hình. Chiếu phản cái này này. Cho em đứng này. Từ 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 từ. Bắt buộc rồi. Bắt buộc phải lấy ánh sáng từ đó rồi. Cái này ngang sang thì đây được một cái này. Hai cái này. Ba cái này. Mẹ vẫn chỉ được ba cái nhở. Từ từ. Nếu... Thế thì anh lắp chiếu phản ngay đây anh được. Xong rồi anh được lắng được cái lợi cái thứ tư ở đây. Đúng rồi, chỗ sau lưng anh ấy, chỗ em đứng này. Chẳng phải ra đây. Đấy. Đấy. Được rồi, rồi. Rồi, như này thì mình sẽ dùng được cả hai mặt của gương. Rồi, ok, anh nghĩ là đúng rồi đấy. Bây giờ mình bắt đầu đến lắp hình. Ê, xoay cho anh cái hình này. Hình nào anh? Đây. Đâu à? Đây. Xoay ra đâu anh? Xoay sang trái. Không, sang phải hai lần. Sang phải hai lần. Ok. Ngược anh ơi. À, cứ gắn đi, đếm đủ hình đi rồi tính tiếp. Ờ, à, cái này. Đây, sang phải một lần. Hình nữa. Ngoài hình anh gắn ở đây một hình. À đây còn một hình được nữa. Đây, chỗ này, bên đây. Xoay đi, cứ xoay đi. Nữa. Nữa. Ok. Sau lưng anh một hình nữa. Đây, chỗ này một hình nữa. Rồi. Đấy. Bây giờ thành hình nhau rồi. Thiếu một hình. Không thiếu cái đầu chìa khóa nữa. Hay là à. Không, anh đang bị ngược hình, từ từ anh đang bị ngược hình. Anh là bị ngược hình nhờ. Rồi, hình này ngược này.
Mình làm từ cái đuôi. Từ từ, hình này phải hình ngược không? Đây. Đâu, gắn lại xem nào. Đây. À, hình này đúng không? Ở đâu, đâu, gắn lại xem nào này. À sai, hình này bị ngược ở đây. Rồi, lên lên hình này xoay ngược lại. Đây. Xoay ngược anh. Nữa. Nữa. Đúng rồi, có lên. Nữa. Rồi, xem lại hình đi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn hình nào bị ngược nữa? À, hình cái cái đầu chìa khóa còn lại, cái đầu chìa khóa còn lại là nó bị qua phải, nên là phải nó quay phải qua trái. Cái đầu chìa khóa hình còn lại. Đây, hình phải hình này không? Phải hình này không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi rồi, thì nó là cái này, cái này. Nào ạ? À? Đây. Đây cái đầu ấy. Đây. Đây, 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 đây. Thế em xoay nha. Đây. Xoay đủ vòng đi, cứ đủ vòng đi. Thôi. Ok chưa anh? Rồi, nhìn lại hình xem. Đúng, 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 đúng. Còn hình sai, còn hình sai. Còn hình bị ngược. Thiếu... À, cái đầu anh ơi, cái đầu bị ngược. Cái đầu bị ngược à? Vâng. Đầu này à? Cái hình này không? Không, 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 không. Cái đầu nó là cái này. Cái này à? Cái cánh bị ngược, cái cánh bị ngược. Là cái này không? Đầu đúng rồi, bén. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, lật lại, lật lại, lật lại, lật lại. Phải cái này không? Không phải, không phải, không phải. Cái đầu đúng rồi anh, cái đầu đó. Cái đầu cái sừng cơ, cái đầu cái sừng cơ. Cái này. Nãy anh đổ đúng rồi anh đổ ơi. Nãy anh Ben nói sai á. Cái cánh mũ anh. Không. Cái vòng cung nó nằm bên trái nè, cái vòng cung bây giờ nha. Nó đang nằm bên phải. Anh chỉ bảo đó, đơn giản nhảy thôi. Mày nhìn cái hình, anh sẽ gỡ ra lắp vào để nó chớp nháy để xem mày cái nào sai, cái nào đúng là được. Ok. Đấy, cái này có đúng không? Không. Không là đúng hay không? Địt mẹ, cái này là ngược à? Ngược. Ngược thì lên xoay lại cái này cho anh. Ở đâu à? Đây, ở đâu, ngay đầu đèn. Đây. Nữa. 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 Ok. Đấy, nhìn lại hình chân nào. Phải làm bên phải, đúng rồi. Đúng chưa? Bây giờ cái tiếp 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 tiếp. Đến cái gì, đến cái gì? Đến cái phần vai nó bị sai. Vai trái hay vai phải? Vai trái. Là cái này đúng không? Đúng rồi. Thế thì lên đảo lại cái này bị ngược. Anh đang ở đâu ấy? Đây, 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 đây. À, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Yeah. Sắp xong rồi. Đấy, xong rồi. Đó chưa? Ê ôi. Con mẹ Ben này mày ngu quá. Ôi. Địt mẹ giải quyết một cách đơn giản thôi, là mày chỉ cần so sánh hình thôi. Tại anh đấy chứ. Không thể chịu được. Nào, đi tiếp đây. Ui, đây đây đây, miếng cuối, miếng cuối, miếng cuối. À đéo phải. Đây 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 đây. Đẩy lại bật lên anh. Thì đẩy đi. Quá, sao đẩy chung vào nhau nhỉ? Đẩy phía này. Thôi, anh vác cái này đi, đủ quá là vác cái này về rồi. Ê. Bác về đi, tao bóc cơm ăn cái, tao đói quá. Dạ. Đi đi, đường này này, đường này sẽ có đường tắt lên cho nhanh nhỉ. Chào em với. Đây, lắp vào đây, lắp vào đây. Lắp vào đâu à? Có gì đâu? Lý gì? Ấy, đi rồi đấy, đi rồi đấy. Anh đi rồi, đi rồi, đi rồi. Mày con tàu này vô lý, đi trên đá này anh ơi. Này đợi tí, nó bay ra ngoài bây giờ. Tàu biết bay ra bên. Tàu biết bay. Thế là tính là anh độ giải nhanh phết đấy. Thằng Ben nó mà cho tao dự kiện hết từ đầu thì mẹ tao giải nhanh hơn bao nhiêu. Có khi nếu như mà mẹ có cái hình mẹ treo sẵn ở đấy nó, nhưng mà cái quan trọng là nó đéo hiểu ấy. Sao không hiểu được. Giờ anh ơi, ba má chờ cơm nước ở nhà rồi. Đây đây. Anh ơi. Đi, tao đến trước mày.
về đây. Ôi. Này chuẩn bị con hề hiện ra này. Trời màu đỏ chứ cái con hề hiện ra nè. Đâu? Hề đâu? Bây giờ mình lắp cái lăng kính mới là khó nè. Tao cho mày lắp đấy, tao ngồi ăn cơm. Ok. Trả đồ đấy. Cái gì em giải câu đố một giây cho anh xem. Mấy ski. Ok. 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 Đấy, lắp đi. Cái này đơn giản ấy mà. Đấy, nó chưa? Em giải xong rồi đấy. Chưa, kìa, nó mở cái đéo gì đằng sau kìa. Cái gì ạ? Ôi. Xong nó nổ cái buộc cái đấy. Ủa, sao nữa? Ôi. Hai thằng cũng vặn rồi nào. Ai vào bên trái đi. Ủa? Ủa? Ở đây, 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 đây. Ok, bạn này. Wow, cắt screen. Gì đây? Như phá đảo mẹ rồi. Ê. Sao ấy? Ôi. Music will guide you home. Ủa? Dẫn hai người về nhà này. Hình như là mình phá đảo rồi anh ơi. Chưa. Chưa. Such virtue the world had never seen. Our homes and hearths he would protect amidst lush fields of green. Until there came that fateful night when he exchanged the green for eternal white. Defying our fate, four families took to the lead. Meeting in secret, planning to undo our king's foul deed. Then through magics of the long decade, the astrolabe machine was made. Này, trông có vẻ là phá đảo mẹ rồi bên ạ. Phá đảo nhẹ tẹt kìa anh. Ừ, nhập tẹt thế nhở. Blinding the king's gaze nearby. Channeling the moon's ancient power. But salvation cannot come for all. The royal sisters, ever kind, shall compensate their father's fall. They will hide astrolabe pieces three and stay behind. Cursed for all. Hóa ra hai bà công chúa này là mới là cứu à. Chui lên này. Giọng con ấy này, con hề này. Tiếp theo là phần 4 này. Chắc là kéo sang phần sau. Ít mẹ này con hề. May I say, what a splendid performance. Now, it's time to escape this cursed realm. Let me take that off your head. Good night. Quạt, ông vua quay trở lại này. Đó. 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 Mẹ, sư tử tao. I'm to play.
anh ơi, nhanh anh ơi, Bobocan ở đâu, Bobocan ở đâu? Ánh sáng, dựng chiếu ánh sáng. Hay là bạn còn bạn học bạn muốn chết? Nhào. Hold the shit, Đây. Mở nào đây? Hold chưa? Đây em hô. Ok kìa, sao đây có tác dụng gì nhỉ? Lại mà. 1, 2, 3. Từ, sai ở đâu rồi? Từ đây còn hai này nữa, mở hai cửa này trước, 1, 2, 3. Sai hướng. Mày phải dẫn ánh sáng vô để mở cánh cổng hay sao? Hey, lên đây này. Anh nó kêu nha, nếu dịch không làm thì nó kêu là dẫn ánh sáng. Ánh sáng chiếu lên trên. Anh mời ơi, leo vô em kéo lên này. Ôi, từ. Thôi kéo đi. Vô đi. Cố lên! Rồi, ăn thiệt rồi, con má bây giờ. Để xem. Con mua bà lên, con má. Trời ơi, khắp gấp đúc cái này mà còn ăn thì hỏng rồi. Trời nó có gì anh ơi. Cái bị nổ. Ui, anh xem dưới này, có anh xem dưới này rồi. Số. Từ nhá. Tao có năng lượng của lửa này, năng lượng của mặt trăng này và năng lượng của hai hòn giấy này. Bên dưới mày có biểu tượng đấy không? Có biểu tượng đấy không? Ủa sao kéo không được? Này phải hai người à? Từ cái đèn này chiếu đi đâu ấy? Nó chiếu nó không chiếu được anh à, tại vì nó bị trắng bởi cái miếng gỗ rồi. Bây giờ phải hai người kéo mới được. Đây xuống đây. Đâu? Đâu? Kéo đi. 1, 2, 3. Đây okay. Rồi. Ồ, nó lên trên à? Chỗ kia phải kéo cái dòng dọc, kéo cái quả cầu năng lượng kia lên trên một tí. Dòng dọc ở đâu nhỉ? Thế anh lên lại đi. Bên này. À đúng. Em lên với. Đây bên này, bên này hai người. Mày gật bên này đi, tao gật bên này. 1, 2, 3. À không. Bấm từng phát một, không. Bên mày bấm đi. Bên mày bấm đi. Rồi, xong tao bấm. Mày bấm. Nữa. Nữa. Rồi xem nó chiếu đi đâu. Chiếu xuống dưới. Ô kìa. Đi đâu anh nhỉ? Tự xuống check đá anh ơi. Đi xuống dưới à. Ủa sao nó chiếu lại qua đây ta? Ừ, nó chiếu cái này. Bây giờ anh tao mày gặt cần này. Bây giờ mày đến cần này. 1, 2, 3. Đây rồi. Ok. Gắn vô. Cái lại anh ơi. Rồi. Cắt lại. 3. Ồ. Ok. Rớt ra. Đấy. Ơ, chiếu điều ấy. Từ, bây giờ phải chiếu vào cái này. Cái này anh ơi. Chiếu vào cái này. Còn cái kia. Không ơi, cái này phải cho nó cao lên. Cao lên như thế nào nhỉ? Đúng rồi, cái này phải cho nó cao lên. Cao lên như thế nào ta? Liên quan ba cục ở trên. Rồi, tao hiểu rồi đấy. Mày lên trên kia đi, tao chỉ cho. Nó sẽ liên quan đến năng lượng của mặt trăng, mặt trời và hai hòn giấy. Lên đây. Đây, em đang lên đây. Em bên mày không phải bên kia. Bên này cũng không, được. Lên đây đúng rồi. Bên này cũng được.
Rồi vậy đi. Bây giờ gạt thử năng lượng mặt trăng trước, mặt trăng trước các bạn. Mặt trăng trước. Kéo. Ủa. Ba này ba hình khác. Từ từ. Ở trên còn ba hình cái nữa cơ. Ủa. Ừ. Ôi, ở dưới này có 6 hình lưng ơi, ở trên tổng cộng chúng ta có 6 hình. Đây từ từ để tao lên xem nào. Tao lên xem đi. Nếu mà xem ba hình kia, phải qua bên kia đổ. Ê, mày phải xuống đây trước, lên vặn cho tao cái thang máy rồi tao lên trên đã. Thế thì anh hình như anh em mình phải vặn sao cho nó. Rồi cứ lên đã rồi tính. Tao cho nó hợp nhau á nè. Của mày là ba hình gì? Của mày ba hình gì? Của em là hình vũ trụ màu xanh lá cây với lại ngôi sao với lại mặt trời. Rồi gạt vũ trụ màu xanh lá cây xem nào. Từ em đã lên đâu? Em thấy. Xanh lá cây này. Nó bị rồi. Gạt xuống đúng không? Đúng rồi nè. Rồi gạt cái khác xem nào. Cái khác nó bị gạt xuống. Vậy nó hợp nhau sao đó. Bây giờ mày có những hình gì đây? Mày có những hình gì mày nói xem nào. Vũ trụ màu xanh lá cây, ngôi sao với lại mặt trời. Vũ trụ màu xanh lá cây, ngôi sao với mặt trời. Đúng rồi. Bây giờ gạt mặt trời trước. 1, 2, 3 cùng nhau gạt nhá. 1, 2, 3. Rồi từ vẫn là mặt trời này. 1 2 3. Từ thiếu gì đấy, thiếu gì đấy. Không như là mặt trăng hay sao. Từ nốt cái nữa đi. Mày còn một hình nữa chưa gạt, mày gạt cái nữa mà. Cái mặt trăng mà cái ngôi sao ở bên. Từ cái này bị sai bên, cái này bị sai. Ai đang gạt gì đấy? Anh xuống xem lại. Ngôi sao với mặt trăng á. Ben ơi, bên này còn Ben ơi. Ben, xuống đây. À chú anh. Không. Đây. Đây còn cái này. Hả? Xuống đây, xuống dưới. Cái kia cái máy chính. Ôi! Em đã cứu anh với. Anh đâu rồi? Nhanh anh mỏi tay quá. Kéo lên cái. Ôi giời. Tí nữa cẩn thận chứ. Mẹ tí lộn ạ. Chỗ này. Chỗ nó bị mụn. Đấy, chẳng lại. Đi, ra đây gạt cái này. À. 1, 2, 3. Ba cái đéo thì gạt đi. Đấy, đúng rồi. Chụp ngoài nữa. Không, nó sẽ chiếu vào máy chiếu. À. Ồ, từ từ quay lại xem nào. À, bây giờ phải lên phải giải mã cái xoay kia anh ơi. Đấy, rồi, có điện rồi đấy. Đi. Lên bên của mày đi. Đây, em lên bên của em này. Ơ, à, từ, phải xuống kéo thang máy cho anh trước đã, xong mày mới lên kia được. Ờ, nhờ. Anh lên Ben. Nhanh. Anh Ben ơi. Anh lên Ben. Em đây. Anh cứ bị leo đi cầu thang, cái cài vãi luôn. Ok anh ơi. Lên nhá. Rồi, hình của mày có những màu gì nào? Nhanh Ben. Màu xanh, màu tím với lại mặt trời. Từ nhá, anh bảo B phải gạt rất nhanh theo thứ tự nhá. Từ để anh xem nào. Đợi đi để. Bây giờ nhá. Bây giờ anh có hình gì? Từ tao bảo mày gạt hình nào mày sẽ gạt hình đấy, đợi tao một tí. Ok. Gạt hai ngôi sao. Thóc bảo anh. Được. Ờ, gạt cục mụn. Cục mụn là cái gì? Trời ơi, đi mẹ đéo kịp rồi. Từ nhá, nó nhanh lắm ấy. Anh bảo gạt cái nào là mày gạt luôn. Xong thì mày bảo xong. Nghe chưa? Vâng. Của mày nhá, có hình cục mụn mà nó tỏa ấy. Giống cái mặt trời ấy. À, đấy. Ngôi sao, cục mụn với cả cái gì nữa nhỉ? Với sao hỏa màu xanh. Nào, luôn này. Hai ngôi sao. Ơ kìa. Sao nó mày không muốn à? Sao nó mày không muốn à? Tao bảo hai ngôi sao thì mày gạt hai ngôi sao, mày đi gạt cái đéo gì đấy. Này chuẩn bị này, lượt mới này. Tao bảo gạt cái gì là gạt. Gạt xong cái phải bảo là xong, nghe chưa? Vâng.
Này. Rồi, ngày hôm sau. Tao đã bảo mày gạt đéo đâu, đi mẹ cạnh chưa nhở. Tao bảo gạt cái gì thì gạt, tại vì thứ tự nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên, hiểu chưa? Nào tiếp này. Lúc mà tao bảo gạt hãy gạt, lúc mà gạt xong rồi thì bảo xong. Rồi. Hai ngôi sao. Rồi. Mặt trời. Rồi. Hành tinh, hành tinh. Rồi. Rồi xong, xuống. Ok. Mở. 1, 2, 3. Đầy hôi. Yeah. Quá. Ủa, bắn ra. Thiếu. À đây, gạt cái này ra, gạt cái này. Rồi, ra gạt cái này. Nhanh bết. Nhanh đi, gạt nhanh đi, cùng nhìn cái gì nữa. Wow. Ôi, ra Hà Lan luôn anh ơi. Chiến công, tất cả. Tại mày gạt sai nên nó trộn đấy. Chết à? Anh ơi! Ben ơi! Anh ơi! Oh no! Ben ơi! Chết mẹ rồi! Cảm lạnh quá! Ở đâu? Chưa chết. Bye guys. Phần 4 rồi. Ui, con sống bé ạ. Em đây đi nhấp nháy. Anh thấy cái gì nhấp nháy này? Anh bớ được miếng ván bé ơi. Đây. Ủa bám như thế nào? Nhưng mà đéo được. Mẹ theo Titanic thì miếng này chỉ đủ với một người thôi bé ạ. Anh có hép. Đu. Ồ, sao đéo bấm gì được? Đu. Ở đây bám được rồi. Mình sống rồi. Em còn trẻ. Không được. Ơ kìa. Cho anh nghĩ lại được không? Cho anh nghĩ lại được không? Anh bấm nhầm rồi. Anh nhường sự sống cho mày mẹ. Anh nhường miếng ván cho mày. À không được, anh quay lên rồi.
Người ơi, bên đây. Đó là cái xuống mà hai người thay phiên nhau đỡ lại. Ui, bên đây. Lên đây. Có tàu tới. Chào anh, bên đây. Tàu tới. Ơi. Bên đây. Anh hỏi mày. Mày từ chối à? Em từ chối đâu. Trời ơi. Em quên mà. Tại anh vừa cứu mày xong mà. Xong mẹ rồi. Em sẽ sống một cuộc sống giàu sang đây. Trời ơi. Không được tin nổi. Thế là game này thành game rap đấy em. Mày sẽ đi kéo rác ấy. No. Tao đã đón em rồi. Em đi đây. Uầy, em hay đấy nhở. Em đánh bài cực ấy. Sáu, ba người đồng tiếng. Ê, chắc chắn là đến cuối này vẫn đéo thể hai người sống được em ạ. Thế thì không ạ. Có cái kết nào là hai người cùng sống không ta? Hay là mình mở cái cổng đó là sai anh nhỉ? Không, đúng rồi. Mình phải mở mình phá đảo rồi chứ. Anh Long chìm đó, anh chìm đi. À, tao đến rồi. Ập chết mẹ rồi. Không sao. Em sẽ viết về một quyển sách. Để kéo lên kéo xuống đi. Một quyển sách là em đi thám hiểm một mình và em đã khám phá ra gọi là cái lâu đài này. Có khi chết tao sẽ viết một quyển sách về một con người không có quả tim. Một bên thì trắng quay liền, một bên đây thôi. Đâu xem thằng Bé đang thấy như nào đấy. Dạ. Ui. Bên em ánh sáng nó mờ ảo lắm anh ạ. Thằng này nó bật đèn pha. À, anh có thuyền đến à? Có thuyền đến à? Có thuyền đến đón em rồi. Anh cứ nằm ở dưới đáy biển đi. Uầy, game hay vãi cực thề. Nhớ mượn người ta cần câu, câu anh lên cái. À, nếu mà hai người bám là sẽ một người sẽ bị lạnh. Hai người sẽ bị lạnh, thấy không? Nên là phải giết một người cho đến nhẹ miếng gỗ đi. Không nói hai người sẽ bị lật và sẽ bị chết đuối đấy. Tuyệt vời. Đôi thử nghiệm. Ôi có Thuận kìa. Ờ có Thuận kìa. Nó cảm ơn mày kìa Ben. Đấy. Đỉnh cao thế cơ mà. Đéo lấy cảm ơn kênh của anh em mình nhỉ. Lịp anh em mình chơi từ phần đầu đến tận bây giờ nhỉ. Chưa bỏ, chưa bỏ phần nào cả. Một thời gian sau, anh Độ trở thành người Atlantic và xây dựng đế chế riêng của mình ở dưới đáy đại dương. Này, em nghĩ là tí nó có tên mình thì sao ấy? Anh nghĩ chắc phải có tên mình, chiên chứ mẹ. Không hiến như thế. Cảm ơn nhiều người thế nhỉ? Uầy, con Samuel to ngoài đây. Ờ, thấy. Mày rồi.
Ồ, có pro fuck you kìa. Ờ, Snack kìa, Snack kìa. Ờ, Snack kìa, Snack bên dưới pro fuck you kìa. Đây. Benuski. Ông có busy gaming nhờ. Cho bé tí thì sao. Ủa, số game này nhiều người thế. Game hay mà. Em có hai tên luôn. Game đi đầu trong việc giải đấu hai người. Ôi dạ, dài thế. Này chiếu nó sáng à. Đây rồi. Ủa, Umtini, Umniti. Game này bằng game là bằng Unity. Bọn như bọn này, bọn Unity này làm được nhiều kiểu cái engine này làm được nhiều game vãi cứt nhỉ. Nó nền tảng cho mấy đứa kia làm luôn. Khi nào anh không còn làm sở chim nữa, anh sẽ học về Unity này rồi anh sẽ làm game. Độ lý phi lưu ký. Wow, đấy là game giải đấu rồi anh. Không, đấy là game hành động chặt chém, thám tử, điều tra phá án, bí ẩn giật gân em ạ. Wow, tình cảm nữa nè. Cộng 1 Reader. Tình cảm cái gì? Nó có giá là 10 triệu đúng không anh? Không, anh chỉ bán với giá 10 đô thôi. Nhưng mà bán nhiều em. Uầy,